ban để cho nhấn mạnh là chúng ta phải nói ra sự thật. Chính phủ từ trung ương đến thành phố phải thay đổi một số cái mặt để tạo nên cái môi trường đầu tư cho quý vị ở đây tham dự trong từng dự án đơn lẻ, còn nếu không chúng ta sẽ không thành công. Đấy là cái công việc. Về câu chuyện đầu tư thì tôi không có ở trong cái văn bản của cái này nữa, nhưng mà tôi xin nói ví dụ là tự nhiên lúc trước khi tôi về, tôi được đọc bản báo cáo rất là hoành tráng là chúng ta sắp tái cơ cấu đất nước này trong vòng 5 năm tới với một chương trình đầu tư vĩ đại cho tái cơ cấu, được định là 10 tỷ triệu đồng Việt Nam, 10 triệu tỷ, tương tự con số như thế nào? Tôi về thì ngồi cũng chia cho 22.300 thì nói là 480 tỷ đô thì dễ hiểu hơn. Thế nhưng quý vị nói trong 480 tỷ đô thì nó vô nghĩa, vì con số chẳng có nghĩa gì. Nhưng mà ví dụ thế này, năm đây là chương trình của quý vị chức sắc đề ra là cần 480 tỷ đô la đầu tư cho quốc gia tái cơ cấu trong 5 năm từ 16 đến 20, tức trung bình độ 100 tỷ một năm. Tôi dùng mình vì thế này, GDP của Việt Nam năm 2015 chỉ có khoảng 199 tỷ cho 200 tỷ trong tiền. Chúng ta và hai cái tiết kiệm hay là tích lũy của cả nước có 50 tỷ. Thế bây giờ mỗi năm chúng ta cần 100 tỷ đầu tư để chỉ tái cơ cấu, tức là bằng nửa GDP và gấp đôi được tiết kiệm đầu tư, thì tôi hỏi rằng quý vị lấy cái tiền đó ở đâu ra? Tức là cả nước đầu tư chỉ có 50 tỷ mà chúng ta phải đầu tư 100 tỷ tái cơ cấu. Thế chứ quý vị, tôi mới thấy con số này là một số vĩ đại nhưng mà nói trò cho vui. Vì thế là chúng ta không có tiền, chúng ta cứ giả đi với cả tất cả. Và chúng ta không cần tiền đầu tư như vậy. Tôi nói ví dụ trong câu chuyện đầu tư, tại sao không cần tiền? Năm 86, lúc trước khi đổi mới bắt đầu thì kinh tế hoàn toàn khó khăn, lúc đó còn ăn cơm, tôi xin lỗi, bo bo. Rồi kinh tế của đất nước thì rất là đen tối, tưởng là sụp đến nơi. Thế nhưng mà trong tình thế bức bách đó, chính phủ và lãnh đạo đã áp dụng biện pháp cấp thời đổi mới bằng ngòi bút là bỏ qua chính sách kiểm soát gạo và giá cả. Thế thì chờ một ngòi bút thôi thì đang là một nước hơi đói, thiếu gạo, tự nhiên lại trở thành một nước xuất cảng gạo đứng thứ nhì hoặc thứ ba thế giới trong những năm đó. Thế thì lúc đó có lấy đâu ra mấy trăm tỷ đô la đầu tư ở quý vị, tiền đâu? Nhưng cái ngòi bút cởi trói cho cái sản xuất gạo đã là biện pháp đột phá cho tất cả các sự việc xảy ra đẹp đẽ trong 25 năm sau đó của đổi mới. Vậy thì tôi xin nói ví dụ hôm nay, tôi cho rằng cái chương trình 480 tỷ đô để đầu tư 5 năm tới là chuyện không tưởng. Quý vị muốn cũng không làm được vì không có tiền. Nhưng mà tôi đề nghị là chúng ta thêm một cái biện pháp đột phá bằng ngòi bút nữa thôi. Bây giờ mới là cải cách thể chế. Là hiện giờ các doanh nghiệp tư nhân quý vị đại diện ở đây vẫn bị siết chặt, bị ép, co ép bởi cái doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả nhưng lại được chính phủ ưu tiên. Thành ra tôi bây giờ dùng ngòi bút cởi trói cho các doanh nghiệp tư nhân, để cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển bằng một hệ thống pháp lý, bằng chính sách đầu tư công bằng, thì chúng ta không cần mấy trăm tỷ đó đâu, mà là cái giới tư nhân sẽ bùng lên như quý vị đại diện Sigma Design rồi hãng này hãng kia, là người bạn tỷ phú của tiến sĩ Đinh Thanh Hương, sẽ đem tiền đến đây khi mà họ thấy có một chính sách đầu tư cởi mở rộng rãi và không ép buộc, thì kinh tế sẽ chậm bùng phát. Thành ra cái mẩu chuyện tham luận ngắn của tôi, chứ không phải bài tham luận nữa, là kêu gọi chính phủ và nhất là thành phố hãy cởi trói đầu tư, cởi trói doanh nghiệp tư nhân để họ tự phát triển, và sẽ là một bước đột phá cho giai đoạn 5 năm sắp tới là ít nhất, để cho nền kinh tế của xứ này bùng nổ, và nhất là thành phố đứng đầu cái nền kinh tế đó sẽ có là một đầu tàu kinh tế và sẽ hấp dẫn. Vâng, thế thì tôi cũng được nhắc là thời gian hết, nhưng mà tôi xin nói là tôi giới thiệu trước cái đầu đề sắp tới hình như của anh Nguyễn Chí Hiếu sẽ nói đó, thì là cái nợ xấu và những giải pháp. Thì tôi nói thí dụ để quý vị biết những con số một tí, vì hôm qua tôi bị OF lúc gặp thủ tướng
tôi nói một bức tranh hơi có vẻ hơi xấu tí chứ nhận không có số, nhưng thật ra tôi có căn số đầy đủ. Cả 50 trang tôi đã gửi trước về ban tổ chức để trình lên chính phủ và ủy ban thành phố. Cái nợ xấu chúng ta tuyên bố có, của ngân hàng có độ 3%, nhưng theo tôi các cái số là nói cho vui. Theo thực tế con số đó là từ 10 đến 15% tùy theo các cái khảo sát về nợ xấu của ngân hàng. Cái con số thứ nhì, đột nợ công, chúng ta chính thức chỉ nói rằng chúng ta lo lắng về sắp đi đến nợ công sắp đến 65% của GDP. Nhưng đích thực theo con số của tôi là một nhà chuyên gia về kinh tế theo dõi Việt Nam từ trên 40 năm và riêng với IMF 30 năm tôi phụ trách hồ sơ của Việt Nam, con số của Việt Nam đi vào xương tủy tôi. Thì cái nợ công đó nếu kể cả các xí nghiệp công, tức là state enterprise, thì nợ công nó sẽ vào khoảng 106% GDP, tức là gần gấp đôi con số của quý vị chính thức ở đây. Vậy xin hãy tỉnh ngủ, hãy giải quyết hai con số này đã, để mà nhìn thấy rằng lại định nợ thêm 480 tỷ trong năm sắp tới là chuyện vô cùng không tưởng, vẫn chả ai cho Việt Nam mượn. Nó xin lỗi. Thì tất cả những ai muốn mượn đều phải đọc qua một vài báo cáo, trong đó có 6 quyển sách của tôi bằng tiếng Việt và 2 quyển bằng tiếng Anh do xuất bản ở bên Anh. Tất cả con số của tôi đều đầy đủ. Ai muốn đầu tư đều phải hỏi cái quyển sách về con số thực là như thế nào. Vậy xin quý vị cho tôi ngừng ở đây. Xin lỗi ban tổ chức và xin lỗi quý vị lãnh đạo là những lời nói rất thành thật. Nhưng mà nếu không thành thật thế này thì tôi không nên về đây nói chuyện quý vị làm gì. Cảm ơn.